Vâng, xin chào các bác. Hôm nay bên em mới về hàng được hai cây 88, một cây 8855 và một cây 8850. Máy đều là hàng tuyển lựa, hiện vẫn đang trong tình trạng zin nguyên bản 100% và còn khoảng 90% về độ đẹp nữa. Đầu tiên xin giới thiệu các bác, đây là cây 8855. Máy được xuất độc quyền cho thị trường Đài Loan. Mặt bàn phím của nó còn nguyên chữ đầy, new 90% các bác nhé. Bề mặt không hề cấn móp nứt vỡ gì cả, có sức dăm nhẹ này, mòn mờ theo năm tháng. Máy mang 4 số IMEI cuối là 6495, được sản xuất ngày 8/4/2002, 16 năm rồi. Rất chắc chắn. Nào. Không cấn móp, không nứt vỡ. Xương còn rất là sáng đẹp. Độc quyền cho một quốc gia các bác nha. Sau 495, Make in Korea. Còn nguyên tempo của đài. Pin dung lượng cao. Đối với quả pin này đều riêng cả dòng 885 hay là dòng 8910 thì em đều sử dụng pin này, đặt độc quyền sản xuất pin này. Pin này có thời hạn sử dụng là trên 4 ngày đối với nghe gọi nhiều các bác nha. Nghe gọi bình thường nó phải được cả tuần đấy. Máy bao zin nguyên cây. Đẹp. Tiếp theo em xin giới thiệu một cây 8850. Mang 4 số IMEI cuối là 3140. Máy được sản xuất ngày 24/5/2001, 17 năm. Bản phím rất là đẹp. Xương không hề nứt vỡ cái gì cả. Chắc là sau 17 năm hao mòn nhẹ trong 5 tháng là được chắc chắn rồi. Nhưng cây này còn rất là đẹp. Còn nguyên trong cổ của đài. Make in Nokia, make by Nokia 3140. Về hàng duy nhất được hai cây thôi.
tình trạng phun chức năng. Dùng rất là mạnh. Hàng sách tay về không xài tiếng Việt các bác nhá, chỉ un nóc để xài được sim Việt Nam thôi. Không có tiếng Việt đâu. Bao zin nguyên cây chưa hề sửa chữa, thay thế bất cứ linh kiện gì, tới tất cả các dòng điện thoại, sưu tầm, tiền nào của đó thôi. Đối với những cái máy như này thì giá trị sưu tầm của nó là rất là lớn, giá trị kinh tế thì nó cũng vừa phải, chứ không có cái gì là gọi là quá là khó khăn cả. 8855, 8850. Mua hàng các bác vui lòng liên hệ với em theo hai số điện thoại chính: 0963081234 hoặc 0946468910. Hàng bên em bán ra đều bao xài 1 tháng và bảo hành sửa chữa 6 tháng. Đối với những mặt hàng cao cấp sử dụng, nếu có phát sinh lỗi các bác được quyền đổi hoặc trả lại máy hoàn tiền 100% và sau 1 tháng bảo hành sửa chữa tiếp 6 tháng nữa. Đối với những bác nào mà coi được cái video này của em ở trên YouTube thì vui lòng can trực tiếp cho em hoặc kích vào cái link fanpage em để ở dưới phần mô tả của mỗi video ấy. Các bác nhấp vào cái nút mô tả, nó hiện ra cái phần mô tả của bài viết và dưới đó sẽ chèn một cái link fanpage là cái trang bán hàng chính của em. Các bác hoặc các bác có thể nếu mà chơi Zalo ấy, các bác vui lòng ép giúp em số điện thoại 0963081234. Đây là số Zalo của em. Hoặc 0168745777. Đó. Các bác trên Zalo có thể ép một trong hai số này của em vào thì em sẽ inbox cho em, em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho các bác coi từng chi tiết, từng góc cạnh, thậm chí nếu cần thiết có thể bung máy ra toàn bộ cho các bác coi các bác nha. Máy bán ra thì bên em đều bao xài rồi, ship hàng toàn quốc vô tư. Anh em nào muốn nhanh gọn lẹ cũng luôn ưu tiên máy pin và sạc dây các con nha. Cảm ơn các bác đã coi video, chúc các bác một ngày đầu tuần vui vẻ.